Xin chào, mỗi ngày hiểu biết hơn một chút. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật đặc biệt, đó là doanh nhân Dũng Lò Vôi, một người giàu có bậc nhất Việt Nam, đã chi hàng nghìn tỷ để làm từ thiện. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ông Dũng Lò Vôi có tên thật là Huỳnh Uy Dũng. Thực ra thì trước đây tên của ông là Huỳnh Phi Dũng, nhưng đã đổi từ Phi sang Uy để cuộc đời bớt sóng gió gian nan. Ông Dũng nói chữ Uy là cảm nhận từ trong tâm, cảm nhận từ người khác bằng thân thái và nhân cách. Ông Dũng sinh ngày 26 tháng 1 năm 1961, là người xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Khi chưa học hết 12, ông đã nhập ngũ và tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, phục vụ công tác hậu cần ở quân khu 5, rồi quân khu 7, làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Trong giai đoạn này, thì ông Dũng được phân công chở heo tiếp tế cho bộ đội ở chiến trường. Khổ nỗi là sau hành trình dài hàng trăm cây số, heo chỉ được tới nơi thì chết sạch. Trong lúc đó, ông Dũng nhận thấy muối ở mặt trận biên giới Tây Nam, Campuchia lại hiếm. Ông nghĩ, tại sao mình không chở muối lên bán, rồi mua heo cung cấp cho bộ đội ngay tại chỗ, vừa tránh được heo chết, thịt heo lại tươi ngon. Nhưng chuyến đi sau thì ông Dũng chở muối lên bán mà không chở heo. Bán muối xong, ông lấy tiền mua heo cho anh em chiến sĩ dùng bữa. Như vậy, sự nhạy bén trong kinh doanh của ông Dũng đã được bộc lộ từ khi thời trai trẻ. Thời gian sau, thì ông chuyển về công tác tại công an thị xã Thủ Dầu Một. Nhưng được một thời gian thì cuộc sống khó khăn vất vả, ông quyết định ra khỏi ngành để lập nghiệp. Ý tưởng kinh doanh đầu tiên của ông Huỳnh Uy Dũng chính là bán vôi. Ông thành lập doanh nghiệp sản xuất các loại vôi bột, vôi công nghiệp để phục vụ thị trường. Và với sự nhạy bén trong tầm nhìn, ông đã thành công, doanh nghiệp làm ăn phát đạt và kiếm được một số tiền lớn. Và cũng lúc này, ông Dũng được biết đến với vôi và cái tên Dũng Lò Vôi cũng từ đây mà ra. Đang làm vôi thì ông Dũng được lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tức là tỉnh gộp của Bình Dương và Bình Phước ngày nay, mời về làm giám đốc quản lý công ty sân mài Thanh Lễ. Lúc đó công ty đang làm ăn rất tệ và thua lỗ nặng. Ông Dũng đưa ra đề nghị phải trao cho ông quyết định mọi nhân sự trong công ty. Nếu mà lỗ, ông sẽ bỏ tiền ra để bù, còn nếu lãi, ông chỉ cần 10%. Các lãnh đạo tỉnh chấp thuận yêu cầu và thế là ông Dũng bán lò vôi để về làm giám đốc. Dưới tay của ông Dũng, như Steve Jobs của Việt Nam, công ty bùng lên thần tốc, chỉ trong năm đầu tiên đã mang về lợi nhuận 28,8 tỷ đồng. Còn bây giờ, nó được biết đến với tên là Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ, với rất nhiều công ty con và các đơn vị trực thuộc. Chúng ta có thể thấy, ông Dũng có một bộ óc kinh doanh vượt bậc, chạm vào đâu là thành công ở đấy. Thậm chí tầm nhìn của ông còn vượt xa thời đại, điển hình như việc ông Dũng bị giới đầu tư nói là khủng khi rót vốn vào khu công nghiệp Bình Đường, khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Và kết quả là cái sự khủng đó lại giúp ông ấy mở thêm hai khu công nghiệp nữa là Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3, sau đó là rất nhiều đại dự án khác. Thêm một lần bị cho là hâm nữa khi ông Dũng bỏ hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng khu du lịch rộng nhất Đông Nam Á mà gần đây các bạn được nghe rất nhiều, khu du lịch Đại Nam. Với diện tích rộng lên tới 450 ha, Đại Nam có 80 địa điểm vui chơi giải trí. Mà ngoài khu vui chơi, Đại Nam còn có biển hồ nhân tạo từng lớn nhất Việt Nam, có khách sạn, phố đi bộ, khán đài, trung tâm hội nghị, quảng trường, nhà hàng tiệc cưới, khu câu cá, vườn ươm, v.v. Người ta cho rằng ông Dũng hâm vì bỏ ra cả nghìn tỷ để xây cái công trình chỉ nhặt có vài đồng. Thế nhưng quan điểm của ông Dũng thì khác. Với ông, không phải lúc nào kinh doanh cũng vì tiền, mà vì muốn để lại tiếng tăm cho đời. Và đúng là Đại Nam hoạt động trong những năm gần đây, năm nào cũng lỗ cả trăm tỷ. Tuy nhiên, có một điều thú vị là sau khi Đại Nam xây dựng núi nhân tạo, hàng nghìn con chim yến đã kéo về làm tổ, mỗi tháng mang lại khoảng 30 kg tổ yến, trị giá cả tỷ đồng. Ông Dũng cho biết đây là lộc trời ban và giúp Đại Nam có thêm kinh phí để hoạt động. Hiện nay thì ông Dũng đã rút lui khỏi thương trường, giao lại quyền điều hành công ty cho vợ. Ông Dũng cho biết mỗi ngày tôi ăn chưa tới 50.000 đồng, một tháng tôi ăn chay 4 ngày. Vậy mà hơn bao giờ hết, cuộc sống của tôi lúc này rất hạnh phúc và thanh thản. Từ năm 2014, vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đã thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện với số tiền lớn. Ví dụ như hiến tặng vườn cao su 360 ha trị giá khoảng 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa, tặng 50 tỷ cho quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, ưu tiên con em bộ đội đang công tác ở Trường Sa, thành lập quỹ từ thiện chương trình Trái Tim Hằng Hữu kéo dài trong vòng 16 năm, khởi động từ năm 2014 và kết thúc vào năm 2030. Mục tiêu là sẽ hỗ trợ cho khoảng 15.000 trẻ em nghèo được điều trị tim hoàn toàn miễn phí với tổng kinh phí là 1.000 tỷ đồng. Gần đây thì ông Dũng cũng ủng hộ nhà nước chống dịch Covid với 127 lô đất rộng 20.000 m², ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hoạt động từ thiện khác mà không được công bố. Ông Dũng là một người rất thương vợ. Khi mới cưới bà Hằng,
dư luận có đồn rằng bà Hằng đã mang tài sản của ông Dũng đi thế chấp để vay 2.000 tỷ, còn bảo ông bị thần kinh. Điều này làm ảnh hưởng đến danh dự của vợ chồng ông. Vì vậy, để lấy lại uy tín và minh oan cho vợ, ông đã tuyên bố thưởng 100 tỷ cho bất kỳ ai đưa ra được bằng chứng chứng minh vợ chồng ông vay tiền. Và ông cũng tuyên bố luôn không vay của ai bất cứ một đồng nào. Có thể nói, ông Dũng là vui, là một người có tầm nhìn, dám đi ngược với đám đông, một người hướng Phật, hiền lành, và cũng là ông bụt của rất nhiều trẻ em nghèo khó khăn.